Đó là những người nào? Đó là những người vì tham đắm các cảnh giới hiện hữu mà tu tập bố thí trì giới làm lành, như thế cũng gọi là thượng chìm sâu. Thiện nam tử có bốn việc lành mang lại quả xấu ác. Những gì là bốn? Một là vì muốn hơn người khác nên đọc tụng kinh điển. Hai là vì lợi dưỡng nên thọ trì cấm giới. Ba là vì muốn kẻ khác lệ thuộc mình nên làm việc bố thí. Bốn là vì cầu được cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng nên chú tâm suy xét. Đó là bốn việc lành mang lại quả báo xấu ác. Nếu ai tu tập theo bốn việc ấy thì gọi là chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm. Vì sao gọi là chìm? Vì ưa thích ba cảnh giới hiện hữu. Vì sao gọi là nổi? Vì thấy được ánh sáng. Ánh sáng đây là được nghe biết các pháp chỉ giới, bố thí, thiền định. Vì sao chìm trở lại? Vì tăng trưởng tà kiến, sanh lòng kiêu mạn. Cho nên trong kinh ta có thuyết kệ rằng, nếu chúng sanh tham đắm hiện hữu, vì tham đắm gây mọi ác nghiệp, kẻ ấy lạc mất đường niết bàn, gọi là tạm thoát, lại chìm đắm. Lang thang trong biển tối sanh tử, tuy được giải thoát nhiều phiền não, kẻ ấy phải chịu quả xấu ác, gọi là tạm thoát, lại chìm đắm. Thiện nam tử như cá lớn kia, nhờ thấy ánh sáng nên tạm ra khỏi nước, nhưng vì thân thể nặng nề phải chìm đắm trở lại. Hai hạng người vừa nói trên cũng giống như vậy. Thiện nam tử lại như có người tham đắm vướng mắc trong ba cõi, đó gọi là chìm sâu. Nhưng nhờ được nghe kinh Đại Niết Bàn này, liền sanh lòng tin, đó gọi là ra khỏi. Do nhân duyên gì mà gọi rằng được ra khỏi? Vì nghe kinh này rồi, liền lìa xa các pháp xấu ác, tu tập pháp lành, nên gọi là ra khỏi. Những người này tuy có lòng tin nhưng không đầy đủ. Vì nhân duyên gì mà lòng tin không đầy đủ? Vì những người này tuy tin rằng Đại Bát Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, nhưng lại nói rằng thần Như Lai là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Rằng Như Lai có hai loại Niết Bàn, một là hữu vi, hai là vô vi. Niết Bàn hữu vi là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Niết Bàn vô vi là thường lạc ngã tịnh. Những người này tuy tin rằng chúng sanh có tánh Phật, nhưng lại cho rằng không phải tất cả chúng sanh đều có. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Thiện nam tử, lòng tin có hai phần, một là tin tưởng, hai là tìm cầu. Những người này tuy có tin mà không nỗ lực tìm cầu, vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai loại, một là do nghe rồi tin, hai là do suy xét rồi tin. Lòng tin của những người này do nghe mà sanh ra, chứ không do suy xét mà sanh ra. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai phần, một là tin có chánh đạo, hai là tin có người đạt được chánh đạo. Những người này chỉ tin có chánh đạo mà không tin có người đạt được chánh đạo. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai loại, một là chân chánh, hai là tà vậy. Nói rằng có nhân quả, có Phật Pháp Tăng, đó gọi là tin chân chánh. Nói rằng không có nhân quả, rằng tánh của Tam Bảo là khác nhau, tin theo những lời tà vậy. Những kẻ như ngoại đạo Phú Lan Na, đó gọi là tin tà vậy. Tuy những người này tin vào Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, nhưng không tin rằng Tam Bảo đồng một tánh tướng. Tuy tin vào nhân quả, nhưng không tin có người nhận lãnh quả báo. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Những người này đã không có lòng tin đầy đủ, lại thọ trì giới cấm cũng không đầy đủ. Vì nhân duyên gì gọi là giới cấm không đầy đủ? Do nhân không đầy đủ nên chỗ nhận được giới cấm cũng không đầy đủ. Lại do nhân duyên gì gọi là giới cấm không đầy đủ? Giới có hai loại, một là giới oai nghi hình thức, hai là giới chân thật vâng làm. Những người này tuy có giới đầy đủ các oai nghi, nhưng không có giới là sự vâng làm theo giới luật. Vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là giới tạo tác, hai là giới không tạo tác. Những người này tuy có đủ giới tạo tác, nhưng không có đủ giới không tạo tác. Vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Giới lại có hai loại, một là do nơi thân, miệng mà đạt được chánh mạng, hay là do nơi thân, miệng mà không đạt được chánh mạng. Những người này do nơi thân, miệng không đạt được chánh mạng, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là giới tìm cầu, hai là giới buông xả. Những người này tuy có đủ những giới tìm cầu nhưng không đạt được giới buông xả, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là hướng theo các cảnh giới hiện hữu, hai là hướng theo chánh đạo. Những người này tuy có đủ giới hướng theo các cảnh giới hiện hữu nhưng không đầy đủ việc hướng theo chánh đạo, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Giới lại có hai loại, một là giới hiển thiện, hai là giới xấu ác. Thân miệng và ý đều hiển thiện, đó gọi là giới hiển thiện. Các giới tả vại như giới trâu, giới chó, đó gọi là giới xấu ác. Những người này tin chắc rằng hai loại giới ấy đều có quả lành, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Những người này đã không có đủ hai điều là lòng tin và giới luật,
Chỗ tu tập nghe nhiều của họ cũng không đầy đủ. Thế nào gọi là nghe không đầy đủ? Trong 12 bộ kinh mà Như Lai đã thuyết, chỉ tin vào 6 bộ, còn không tin 6 bộ. Vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Vì thọ trì được 6 bộ kinh nhưng không thể tụng đọc. Vì người khác giảng nói nên không được lợi ích gì cả. Vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Lại nữa, tùy đã có thọ nhận 6 bộ kinh, nhưng chỉ vì sự tranh luận, vì muốn vượt hơn người khác, vì muốn được lợi dưỡng, vì tham đắm các cảnh giới hiện hữu, nên mới giữ gìn tụng đọc giảng nói. Vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Thiện nam tử, trong kinh ta có nói về việc tu tập đa văn đầy đủ. Sao là đầy đủ? Như có vị tỳ kheo thân miệng ý hiền thiện, trước hết thường cúng dường các vị hòa thượng, các bậc thầy, những vị có đức độ. Các bậc thầy ấy liền sanh lòng thương tưởng đến tỳ kheo ấy. Do nhân duyên này, các ngài liền truyền dạy kinh điển giáo pháp. Vị tỳ kheo ấy hết lòng thọ trì tụng đọc làm theo. Sau khi thọ trì tụng đọc làm theo, liền đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ rồi, thường khéo suy xét sống theo chánh pháp. Nhờ khéo suy xét nên đạt được nghĩa lý chân chánh. Đạt được nghĩa lý chân chánh rồi, thân tâm trở nên vắng lặng an tĩnh. Thân tâm vắng lặng an tĩnh rồi, liền sanh lòng hoan hỷ. Do nhân duyên hoan hỷ, tâm đạt được sự định tĩnh. Nhân nơi tâm an định, liền đạt được sự thấy biết chân chánh. Được sự thấy biết chân chánh rồi, liền sanh lòng nhàm chán đối với các cảnh giới hiện hữu. Nhờ nhàm chán các cảnh giới hiện hữu nên đạt được giải thoát. Nhưng những người này không hề có được những việc như vậy, vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Những người này không có đủ lòng tin chỉ giới đa văn, lại cũng không đầy đủ hạnh bố thí. Bố thí có hai loại, một là bố thí tài vật, hai là bố thí chánh pháp. Tuy những người này bố thí tài vật, nhưng là vì mong cầu những điều trong các cảnh giới hiện hữu. Tuy bố thí chánh pháp, nhưng cũng không đầy đủ. Vì sao vậy? Vì che giấu không nói ra hết, sợ kẻ khác hơn mình, vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Trong hai cách bố thí tài vật và chánh pháp, mỗi cách lại có hai loại. Một là theo cách như bậc thánh, hai là không phải như bậc thánh. Bậc thánh bố thí tài vật rồi thì không cầu quả báo, không phải bậc thánh thì bố thí rồi ắt mong cầu được quả báo. Bậc thánh bố thí chánh pháp vì muốn tăng trưởng pháp, không phải bậc thánh thì bố thí chánh pháp vì muốn tăng thêm nghiệp trong các cảnh giới hiện hữu. Những người này vì muốn được thêm tài vật nên làm việc bố thí tài vật, vì muốn tăng thêm nghiệp trong các cảnh giới hiện hữu nên làm việc bố thí chánh pháp. Vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Lại nữa, những người này đã thọ nhận 6 bộ kinh, khi gặp người thọ pháp thì cung cấp cho, gặp người không thọ pháp thì không cung cấp. Vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Những người này không có đủ lòng tin chỉ giới đa văn bố thí, mà chỗ tu tập trí tuệ cũng không đầy đủ. Tánh của trí tuệ là có khả năng phân biệt. Những người này không có khả năng phân biệt Như Lai là thường hay vô thường. Trong kinh Niết Bàn này, Như Lai dạy rằng Như Lai tức giải thoát tức Như Lai tức Niết Bàn tức giải thoát. Đối với các nghĩa ấy, những người này không thể phân biệt. Hoặc nói phạm hạnh tức Như Lai tức từ bi hỷ xả tức giải thoát tức Niết Bàn tức từ bi hỷ xả. Đối với các nghĩa ấy, những người này cũng không thể phân biệt. Vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Lại nữa, những người này không thể phân biệt tánh Phật. Tánh Phật tức Như Lai tức pháp không trùng đồng với hết thảy các pháp. Pháp không trùng đồng với hết thảy các pháp tức là giải thoát tức là Niết Bàn, Niết Bàn tức là pháp không trùng đồng với hết thảy các pháp. Đối với các nghĩa ấy, những người này không thể phân biệt, vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Lại nữa, những người này không thể phân biệt bốn chân đế khổ tập diệt đạo, vì không phân biệt được bốn chân đế, nên không hiểu rõ tánh hạnh, vì không hiểu rõ thánh hạnh. Nên không rõ biết Như Lai, vì không rõ biết Như Lai nên không rõ biết giải thoát, vì không rõ biết giải thoát nên không rõ biết Niết Bàn. Vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Trong số những người không đầy đủ lòng tin chỉ giới đa văn bố thí và trí tuệ lại chia làm hai hạng, một là những người tăng trưởng pháp xấu ác, hai là những người tăng trưởng pháp lành. Thế nào là những người tăng trưởng pháp xấu ác? Những người này không tự biết là mình không đầy đủ, luôn tự cho mình là đầy đủ, bèn sanh lòng vướng mắc. Đối với bạn lữ đồng tu thường tự cho mình là hơn hết. Vì vậy nên chỉ gần gũi những bạn xấu ác giống như mình. Vì gần gũi bạn xấu nên chỉ nghe được những pháp không đầy đủ, nghe rồi lại sanh lòng vui vẻ, tâm bị ô nhiễm vướng mắc, khởi sanh kiêu mạn, thường buông thả phóng túng và lười nhác. Vì buông thả phóng túng nên thường gần gũi với người tại gia thế tục, lại ưa thích nghe những chuyện của người thế tục, để xa pháp xuất gia thanh tịnh.
Do những nhân duyên ấy nên pháp xấu ác tăng trưởng, vì pháp xấu ác tăng trưởng nên thân miệng ý cũng sanh khởi những nghiệp bất tịnh. Vì ba nghiệp thân miệng ý bất tịnh nên làm tăng trưởng nghiệp dẫn đến các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Như thế gọi là tạm nổi lên rồi lại chìm xuống. Những ai trong giáo pháp của ta thuộc hạng tạm nổi lên rồi lại chìm xuống, đó là như Đề Bà Đạt Đa, các tỷ kheo Cù Già Ly, Uyển Thủ, Thiện Tinh, Tỳ Trì Xá, Mãn Túc, các tỷ kheo Ni, Từ Địa, Khoáng Giã, Phường Mạng, cùng với trưởng giả Tịnh Khiết, Yêu Bà Tắc Cầu Hữu, ông Xá Lạc trong dòng họ Thích, trưởng giả Tượng, các Yêu Bà Di, danh xưng Quang Minh, Nan Đà, Quân Linh. Những người như thế gọi là tạm nổi lên rồi chìm xuống. Họ ví như con cá lớn kia, thấy ánh sáng liền nổi lên khỏi nước, nhưng vì thân thể nặng nề lại chìm sâu trở lại. Hạng người thứ hai là tăng trưởng pháp lành, luôn tự rõ biết kiến giải công hạnh của mình chưa đầy đủ. Vì chưa đầy đủ nên luôn tìm cầu gần gũi bạn lành. Nhờ gần gũi bạn lành nên ưa thích được nghe những điều chưa nghe, nghe rồi vui thích thọ nhận, thọ nhận rồi vui thích suy xét kỹ rồi để sống theo đúng chánh pháp. Nhờ sống theo đúng chánh pháp nên tăng trưởng pháp lành, nhờ tăng trưởng pháp lành nên không bị chìm trở lại. Như thế gọi là nổi lên rồi ở trên, ở yên trên mặt nước. Những ai trong giáo pháp của ta thuộc về hạng này, đó là như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như có 5 tỷ kheo, nhóm ông Gia Xá có 50 tỷ kheo, đồng tử A Nậu Lâu Đà, Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Thập Lực Ca Diếp, các tỷ kheo Ni Xấu Củ Đàm Di, Ba Trá La Hoa, Thắng, Thật Nghĩa, Hải Ý, Bạt Đà, Tịnh, Bất Thối Chuyển, vua Tần Bà Sa La, các trưởng giả Úc Già, Tu Đạt Đa, Thích Ma Ha Nam, Bần Tu Đạt Đa Thử Lang, Danh Sừng Cụ Túc, Yêu Ba Ly, Đao, cùng với tướng quân sư tử, các Yêu Bà Di, Vô Úy, Thiện Trụ, Ái Pháp, Dũng Kiện, Thiền Đắc, Thiện Sanh, Cụ Thân, Nghiêu Đắc, Khoáng Giã, Ma Ha Tử Na, những tỷ kheo ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di như thế gọi là nổi lên rồi ở yên. Thế nào là ở yên? Vì thường ưa thích nhìn ánh sáng lành, do nhân duyên ấy cho dù có gặp Phật ra đời hay không, thì những người này cũng không bao giờ làm các nghiệp ác, đó gọi là ở yên. Cũng như loài cá chỉ di ưa nhìn ánh sáng nên không chìm đắm, những người này cũng vậy. Cho nên trong kinh ta có thuyết kệ rằng: nếu ai khéo biết phần biển nghĩa, trí tâm cầu được quả sa môn, che chán mọi cảnh giới hiện hữu, vị ấy gọi là sống đúng pháp. Nếu ai cúng dường vô số Phật, sẽ được nhiều kiếp tu thánh đạo, hưởng vui thế tục không buông thả, vị ấy gọi là sống đúng pháp. Gần gũi bạn lành nghe chánh pháp, suy xét nội tâm sống đúng pháp, thích nhìn chỗ sáng tu tập đạo, đạt được giải thoát sống an ổn. Thiện nam tử trí tuệ không đầy đủ thường có 5 điều, người này đã biết vậy, liền tìm cầu gần gũi những bạn tốt hiền thiện. Những bạn tốt hiền thiện ấy sẽ quan sát những sự: 1. Tham dục, 2. Sân khỏe, 3. Ngu si, 4. Nhiều lo nghĩ, 2. Nằm vướng chấp bản ngã của người này. Trong 5 điều ấy phải xét xem người này có khuynh hướng nghiêng về điều gì nhiều nhất. Nếu biết người này có nhiều tham dục, người bạn hiền ấy liền giảng cho nghe về pháp quán bất tịnh. Nếu có nhiều sân khỏe, người bạn hiền ấy sẽ thuyết dạy pháp tử bi. Nếu có nhiều lo nghĩ lăng xăng, người bạn hiền ấy sẽ dạy pháp quán đếm hơi thở. Nếu vướng chấp nhiều nơi bản ngã, bạn hiền ấy sẽ phân tích cho nghe những pháp như 18 giới. Người này được nghe những điều từ bạn hiền rồi, liền hết lòng thọ trì, hết lòng thọ trì rồi liền theo đúng pháp mà tu hành. Tu hành đúng pháp rồi lần lượt đạt được các phép quán tứ niệm xứ, thần thọ tâm pháp, đạt được các phép quán ấy rồi, lại lần lượt quán xét 12 nhân duyên, quán như vậy rồi tiếp đó đạt được nhãn pháp. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có nhãn pháp, vì sao vậy? Vì nhãn là hơi ấm. Theo lời Phật dạy thì có 3 pháp hòa hợp gọi là chúng sanh: một là tuổi thọ, hai là hơi ấm, ba là thần thức. Nếu theo nghĩa ấy thì tất cả chúng sanh lẽ ra trước đã sẵn có hơi ấm, tức là nhãn pháp. Vì sao Như Lai nói rằng nhờ nhân duyên bạn tốt hiển thiện mới sanh ra nhãn pháp? Phật dạy: Thiện nam tử, theo như câu hỏi của ông thì tất cả chúng sanh, thậm chí hạng nhất xiển đà đều có nhãn pháp. Nhưng nhãn pháp mà ta giảng nói hôm nay, trước phải nhân nơi phương tiện, sau mới có được, cho nên trước vốn không, sau mới có. Vì nghĩa ấy nên không phải tất cả chúng sanh đều sẵn có từ trước, do đó ông không nên cật vấn rằng tất cả chúng sanh đều có nhãn pháp. Thiện nam tử, nhãn pháp ta dạy đó là pháp ở sắc giới, không có ở dục giới.
Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều có, thì chúng sanh dục giới lẽ ra cũng có. Nhưng vì chúng sanh dục giới không có nhãn pháp, nên biết rằng không phải tất cả chúng sanh đều có. Thiện nam tử, sắc giới tuy có nhãn pháp, nhưng cũng không phải tất cả chúng sanh có ấy đều có. Vì sao vậy? Chỉ đệ tử Phật mới có nhãn pháp, ngoại đạo không có. Vì nghĩa ấy không phải tất cả chúng sanh đều có nhãn pháp. Thiện nam tử, tất cả ngoại đạo chỉ theo pháp quán 6 hạnh, đệ tử Phật quán đủ 16 hạnh. 16 hạnh ấy không phải tất cả chúng sanh đều có. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, gọi là nhãn pháp đó, nhãn là nóng ấm. Vì sao gọi là nóng ấm? Vì tự tánh nóng ấm hay do tác động bên ngoài mà nóng ấm? Phật dạy: Thiện nam tử, nhãn pháp này tự tánh là nóng ấm, không phải do tác động bên ngoài mà nóng ấm. Bồ Tát Ca Diếp bạch: Thế Tôn, trước đây Như Lai có nói rằng Mã Sư và Mãn Túc không có nhãn pháp. Tại sao vậy? Vì đối với Tam Bảo không có lòng tin nên không đạt được nhãn pháp. Như vậy có thể biết rằng lòng tin chính là nhãn pháp. Phật dạy: Thiện nam tử, lòng tin không phải là nhãn pháp. Vì sao vậy? Vì điều đó chỉ có nghĩa là nhân nơi lòng tin mà đạt được nhãn pháp. Thiện nam tử, nhãn pháp tức là trí tuệ. Vì sao vậy? Vì quan sát bốn chân đế cho nên gọi là 16 hạnh, hạnh đó chính là trí tuệ. Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà gọi là nóng ấm? Thiện nam tử, nhãn pháp đó tức là tướng lửa của tám thánh đạo cho nên gọi là nóng ấm. Thiện nam tử, ví như khi cọ sát để lấy lửa, trước hết phải có hơi nóng, kế đó mới sanh ra lửa, sau hết thì bốc khói. Thánh đạo vô lậu cũng giống như vậy, hơi nóng đó tức là 16 hạnh, lửa tức là thánh quả tu đà hoàn, khói tức là việc tu chánh đạo, dứt trừ phiền não trói buộc. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nói pháp như vậy cũng là pháp hiện hữu, cũng là pháp hữu vi. Vì pháp này được quả báo là năm ấm ở sắc giới nên gọi là hiện hữu, do nhân duyên mà được nên gọi là hữu vi. Nếu là pháp hữu vi, sao có thể là tướng của đạo vô lậu? Phật dạy: Thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy, quả đúng như lời ông nói. Nhưng nhãn pháp ấy tuy là pháp hữu vi, là pháp hiện hữu, nhưng có thể ngược lại phá trừ các pháp hữu hi, các pháp hữu vi, các pháp hiện hữu, vì thế vẫn có thể là tướng của đạo vô lậu. Thiện nam tử, như người cưỡi ngựa, tuy yêu mến ngựa nhưng cũng quất đánh ngựa. Tâm nhãn cũng thế, vì có yêu mến tham ái nên phải thọ sanh, nhưng có sự chán lìa nên tu tập quán hạnh. Vì thế, tuy là pháp hiện hữu, pháp hữu vi, nhưng cũng có thể là tướng của chánh đạo. Những chúng sanh đạt được nhãn pháp có 73 hạng, dục giới có 10 hạng, là những người có đủ tất cả phiền não. Từ dứt trừ một phần cho đến 9 phần trong 10 phần phiền não, cũng như dục giới, từ cõi sơ thiền cho tới cõi vô sở hữu xứ đều là như vậy. Đó gọi là 73 hạng chúng sanh đạt được nhãn pháp. Những người đạt được nhãn pháp rồi thì không còn dứt mất căn lành, không làm năm tội nghịch, không phạm bốn giới cấm nặng. Những người như vậy lại có hai hạng: một là gặp được bạn tốt hiền thiện, hai là gặp phải bạn xấu ác. Những người gặp bạn xấu ác thì tạm nổi lên rồi lại chìm xuống. Những người gặp được bạn tốt hiền thiện thì nổi lên rồi nhìn quanh bốn phía. Nhìn quanh bốn phía tức là đạt được đỉnh pháp. Pháp này tuy tánh của nó là năm ấm nhưng cũng duyên với bốn chân đế cho nên gọi là nhìn quanh bốn phía. Đạt được đỉnh pháp rồi, tiếp đó đạt được nhẫn pháp. Pháp nhẫn này cũng vậy, tánh của nó cũng là năm ấm, cũng duyên với bốn chân đế. Tiếp đó đạt được thế đệ nhất pháp, tánh của pháp này cũng là năm ấm, cũng duyên với bốn chân đế. Tiếp đó nữa là đạt được khổ pháp nhẫn, tánh của pháp nhẫn này là trí tuệ, duyên với một chân đế. Pháp nhẫn này duyên với một chân đế rồi, cho tới thấy biết dứt trừ phiền não, chứng đắc quả tu đà hoàn. Đó gọi là hạng chúng sanh thứ tư, nhìn quanh bốn phía đó tức là bốn chân đế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật có dạy, chỗ phiền não đã dứt trừ của hàng tu đà hoàn ví như vũng nước ngang dọc đến 40 dặm, mà phiền não còn sót lại chỉ như giọt nước trên đầu sợi lông. Trong đoạn này sao lại nói rằng dứt trừ ba thứ phiền não trói buộc gọi là tư đà hoàn? Ba thứ phiền não trói buộc ấy là kiến chấp về bản ngã, nhận biết sai lầm về nguyên nhân và tồn tại nhiều nghi vấn. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà gọi là tu đà hoàn? Nhìn quanh bốn phía. Lại do nhân duyên gì gọi là tu đà hoàn? Lại do nhân duyên gì mà ví hàng tu đà hoàn với loài cá tích? Phật dạy: Thiện nam tử, hàng tu đà hoàn tuy có thể dứt trừ vô lượng phiền não, nhưng nói như vậy là vì ba thứ phiền não nói trên nặng nề nhất, bao gồm được tất cả những phiền não mà vị tu đà hoàn đã dứt trừ. Thiện nam tử, ví như một vị vua ra đi tuần du,
Tuy có nhiều quân binh rầm rộ, nhưng người đời chỉ nói vua đến vua đi vì người đời xem vua là quan trọng nhất. Bà phiền não kia cũng vậy, là nặng nề quan trọng nhất trong tất cả các phiền não. Do nhân duyên gì mà gọi là nặng nề quan trọng? Vì tất cả chúng sanh thường khởi sanh những phiền não này, và vì chúng rất khó nhận biết nên gọi là nặng nề quan trọng. Lại cũng vì ba thứ phiền não này rất khó dứt trừ, vì chúng có thể làm nhân cho tất cả phiền não. Vì chúng là oán thù đối địch của ba pháp đối trị giới định tuệ, cho nên gọi là nặng nề quan trọng. Thiện nam tử, có những chúng sanh khi nghe vị Tu Đà Hoàn có thể dứt trừ vô lượng phiền não như vậy, liền sanh lòng thối chuyển, nói rằng: làm sao chúng ta có thể dứt trừ nổi vô lượng phiền não như vậy? Vì thế Như Lai dùng phương tiện chỉ nói đến ba thứ phiền não. Như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà ví hàng Tu Đà Hoàn với chúng sanh nhìn quanh bốn hướng? Hàng Tu Đà Hoàn quán bốn chân đế đạt được bốn điều: một là trụ vững kiên cố trong chánh đạo, hai là có thể quan sát khắp cả, ba là có thể thấy biết đúng thật, bốn là có thể làm tiêu tan mối oán lớn. Trụ vững kiên cố trong chánh đạo, đó là năm căn của hàng Tu Đà Hoàn không động chuyển, cho nên gọi là trụ vững kiên cố trong chánh đạo. Có thể quan sát khắp cả, đó là có thể che chắn của trách phiền não cả bên trong và bên ngoài. Thấy biết đúng thật, đó là đạt được nhẫn trí, làm tiêu tan mối oán lớn, là nói dứt trừ được bốn sự điên đảo. Như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà gọi là Tu Đà Hoàn? Thiện nam tử, chữ tu trong Tu Đà Hoàn có nghĩa là vô lậu, Đà Hoàn nghĩa là tu tập. Vì tu tập pháp vô lậu nên gọi là Tu Đà Hoàn. Thiện nam tử, lại nữa, tu nghĩa là dòng chảy. Có hai thứ dòng chảy, một là thuận dòng, hai là nghịch dòng. Vì ngược dòng chảy nên gọi là Tu Đà Hoàn. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu là theo nghĩa ngược dòng, thì do nhân duyên gì mà hàng Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không gọi là Tu Đà Hoàn? Phật dạy: Thiện nam tử, từ hàng Tu Đà Hoàn cho đến chư Phật cũng đều có thể gọi là Tu Đà Hoàn. Nếu Tư Đà Hàm cho đến chư Phật không có quả vị Tu Đà Hoàn, sao có thể gọi là Tư Đà Hàm cho đến chư Phật? Tên gọi của tất cả chúng sanh có hai loại, một là tên cũ, hai là tên mới. Khi còn là phàm phu có tên gọi của thế tục, sau khi chứng đạo rồi mới theo quả vị lập thành danh xưng gọi là Tu Đà Hoàn. Do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàn, do sự chứng đạo sau đó nên gọi là Tư Đà Hàm. Vị này gọi là Tu Đà Hoàn và cũng gọi là Tư Đà Hàm cho đến chư Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử, gọi là dòng đó có hai loại, một là giải thoát, hai là niết bàn. Tất cả thánh nhân đều có đủ hai dòng ấy, nên có thể gọi là Tu Đà Hoàn, cũng gọi là Tu Đà Hàm cho đến chư Phật cũng là như vậy. Thiện nam tử, Tu Đà Hoàn cũng gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Bồ Tát tức là tận trí và vô sanh trí. Vị Tu Đà Hoàn cũng mong cầu hướng đến hai loại trí này, nên phải biết rằng vị Tu Đà Hoàn cũng được xưng là Bồ Tát. Vị Tu Đà Hoàn cũng được xưng là tỉnh giác. Vì sao vậy? Vì tỉnh giác chân chánh thấy đạo và dứt trừ phiền não. Vì tỉnh giác chân chánh là nhân quả, vì tỉnh giác chân chánh là đạo chung cùng, không chung cùng với hàng nhị thừa. Vị Tư Đà Hàm cho đến A-la-hán lại cũng như vậy. Thiện nam tử, hàng Tu Đà Hoàn có hai hạng. Một là căn trí lành lợi, hai là căn trí chậm lụt. Hạng căn trí chậm lụt phải trải qua 7 lần tái sanh trong hai cõi trời người mới được giải thoát. Trong hạng căn trí chậm lụt lại phân ra làm 5 loại, hoặc phân làm 6, 5, 4, 3, 2 loại. Hạng căn trí lành lợi thì ngay trong hiện tại chứng đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán. Thiện nam tử, như lời ông vừa hỏi, do nhân duyên gì mà ví hàng Tu Đà Hoàn với loài cá tích? Thiện nam tử, cá tích có bốn tính chất. Một là xương nhỏ nên nhẹ, hai là có cánh nên nhẹ, ba là ưa thích nhìn ánh sáng, bốn là cắn ngậm đồ vật một cách chắc chắn. Hạng Tu Đà Hoàn cũng có bốn tính chất tương tự. Nói xương nhỏ là ví với phiền não vi tế. Nói có cánh là ví với hai pháp tu chỉ và quán. Ưa thích nhìn ánh sáng là ví với việc thấy đạo, cắn ngậm đồ vật một cách chắc chắn, là ví với việc được nghe Như Lai giảng giải về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, điển giữ mãi không bỏ mất. Ví như có lần ma vương hóa làm hình Phật, trưởng giả Thủ La nhìn thấy trong lòng kinh sợ. Ma thấy trưởng giả đã động tâm liền bảo: bốn chân đế mà ta đã thuyết dạy là giả dối không chân thật. Này ta sẽ vì ông mà thuyết dạy năm đế, sáu ấm, 13 nhập, 19 giới. Trưởng giả nghe rồi liền tức thời quán tướng pháp, thấy hoàn toàn không có những lý như vậy, nên giữ lòng kiên trì, tâm không lay động. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật:
Thế Tôn, như lời Phật dạy rằng, vị Tu Đà Hoàn đó do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàn, vì là quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàn. Nếu do sự chứng đạo trước tiên nên gọi là Tu Đà Hoàn, vì sao khi chứng đắc khổ pháp nhẫn chẳng được gọi là Tu Đà Hoàn, chỉ gọi là hướng Tu Đà Hoàn mà thôi? Vì nếu quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàn, vì sao những ngoại đạo trước đã đoạn phiền não cho đến đạt được cảnh giới vô sở hữu, tu tập đạo vô lậu, chứng đắc quả A-na-hàm mà không gọi là Tu Đà Hoàn? Phật dạy: Thiện nam tử, vì là quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàn. Như lời ông vừa hỏi, vì sao những ngoại đạo trước đã đoạn phiền não cho đến đạt được cảnh giới vô sở hữu, tu tập đạo vô lậu, chứng đắc quả A-na-hàm mà không gọi là Tu Đà Hoàn? Thiện nam tử, vì quả vị ban đầu nên gọi là Tu Đà Hoàn. Vị này vào lúc ấy có đủ 8 trí và 16 hạnh. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, người chứng đắc quả A-na-hàm cũng vậy, cũng chứng đắc 8 trí đủ 16 hạnh, sao không được gọi là Tu Đà Hoàn? Phật dạy: Thiện nam tử, 16 hạnh hữu lậu có hai loại, một là chung cùng với hàng nhị thừa, hai là không chung cùng. 16 hạnh vô lậu cũng có hai loại, một là hướng quả, hai là đắc quả. 8 trí cũng có hai loại, một là hướng quả, hai là đắc quả. Vị Tu Đà Hoàn buông bỏ 16 hạnh chung cùng, đạt được 16 hạnh không chung cùng với hàng nhị thừa, buông bỏ 8 trí hướng quả, chứng đắc 8 trí đắc quả. Vị A-na-hàm không giống như vậy, cho nên quả vị ban đầu gọi là Tu Đà Hoàn. Thiện nam tử, vị Tu Đà Hoàn duyên với 4 chân đế, vị A-na-hàm chỉ duyên với 1 chân đế, cho nên quả vị ban đầu gọi là Tu Đà Hoàn. Vì nhân duyên ấy nên ta nói ví dụ cá tích nhìn quanh rồi đi. Đi tức là nói vị Tu Đà Hàm chú tâm vào việc tu đạo, vì đoạn trừ tham dục, sân si, kiêu mạn. Như con cá tích kia nhìn quanh bốn phía rồi vì tìm thức ăn mà đi, đi rồi lại dừng, vì là ví như vị A-na-hàm được món ăn pháp thực rồi liền dừng lại. Hạng A-na-hàm có hai hạng. Thứ nhất là hạng chứng quả A-na-hàm trong hiện tại, rồi tinh tấn tu tập liền chứng đắc quả A-la-hán. Thứ hai là hạng tham đắm vướng mắc nơi cảnh vắng lặng an tĩnh của pháp tam muội trong hai cõi sắc giới và vô sắc giới. Những vị này không còn thọ thân trong dục giới nên gọi là A-na-hàm. Hạng A-na-hàm lại có năm hạng: một là trung bát niết bàn, hai là thọ thân niết bàn, ba là hành bát niết bàn, bốn là vô hành bát niết bàn, năm là thượng lưu bát niết bàn. Lại có 6 hạng gồm 5 hạng kể trên, thêm vào hạng thứ 6 là hiện tại bát niết bàn. Lại có 7 hạng gồm 6 hạng kể trên, thêm vào hạng thứ 7 là vô sắc giới bát niết bàn. Hạng A-na-hàm hành bát niết bàn lại có 2 hạng: hoặc thọ thân 2 lần, hoặc thọ thân 4 lần. Nếu thọ thân 2 lần gọi là căn trí lanh lợi, nếu thọ thân 4 lần gọi là căn trí chậm lụt. Lại cũng có 2 hạng: một là tinh tấn nhưng không có mức định tự tại, hai là biếng trễ nhưng có mức định tự tại. Lại cũng có hai hạng: một là đầy đủ cả tinh tấn và mức định tự tại, hai là không có cả hai. Thiện nam tử, chúng sanh dục giới có hai loại nghiệp: một là nghiệp tạo tác, hai là nghiệp thọ sanh. Hàng A-na-hàm trung bát niết bàn chỉ có nghiệp tạo tác mà không có nghiệp thọ sanh, cho nên ở khoảng trung gian mà nhập niết bàn. Khi xả bỏ xác thân ở dục giới mà còn chưa lên đến cõi sắc giới, nhờ có căn trí lanh lợi nên giữa khoảng trung gian đó họ nhập niết bàn. Hàng A-na-hàm trung bát niết bàn này có 4 tâm: một là tâm chẳng phải học, chẳng phải vô học; hai là tâm học; ba là tâm vô học; bốn là tâm chẳng phải học, chẳng phải vô học. Vì A-na-hàm trải qua 4 tâm ấy rồi nhập niết bàn. Vì sao gọi là trung bát niết bàn? Thiện nam tử, trong 4 tâm của bậc A-la-hàm, A-na-hàm ấy có 2 tâm là niết bàn, 2 tâm không phải niết bàn, cho nên gọi là trung bát niết bàn. Hàng A-na-hàm thọ thân bát niết bàn lại có 2 nghiệp: một là nghiệp tạo tác, hai là nghiệp thọ sanh. Vì A-na-hàm này bỏ thân ở dục giới liền thọ thân ở sắc giới, tinh cần tu tập, khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu nói rằng khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn, vậy sao nói là thọ thân niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, những người ấy có thọ thân rồi sau mới dứt trừ phiền não trong ba cõi nên gọi là thọ thân niết bàn. Thiện nam tử, hành bát niết bàn là vị A-na-hàm thường tu hành chánh đạo, nhờ sức tam muội hữu vi nên dứt trừ được phiền não để nhập niết bàn, đó gọi là hành bát niết bàn. Vô hành bát niết bàn là vị A-na-hàm biết chắc rằng sẽ được nhập niết bàn nên sanh ra biếng trễ, nhưng cũng nhờ có sức tam muội hữu vi nên khi thọ mạng hết thì nhập niết bàn, đó gọi là vô hành bát niết bàn.
Về hàng Anaham thượng lưu Bát Niết Bàn, như có người đã chứng đắc đệ tứ thiền lại sanh tâm ái luyến sơ thiền. Vì nhân duyên ấy nên thọ sanh trở lại nơi cảnh giới sơ thiền. Nơi đây phân làm hai hạng, một là theo dòng phiền não, hai là theo dòng chánh đạo. Người theo dòng chánh đạo khi thọ mạng hết lại sanh tâm ái luyến đệ nhị thiền. Vì nhân duyên ấy nên thọ sanh cảnh giới đệ nhị thiền cho đến cảnh giới đệ tứ thiền lại cũng như vậy. Người ở cảnh giới đệ tứ thiền lại có hai hạng, một là sanh vào vô sắc giới, hai là sanh vào năm cõi trời tịnh cư. Hai hạng người này, một là ưa thích tam muội, hai là ưa thích trí tuệ. Người ưa thích trí tuệ thì sanh vào năm cõi trời tịnh cư, người ưa thích tam muội thì sanh vào vô sắc giới. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đệ tứ thiền này, một là tu tập đệ tứ thiền với năm mức độ khác nhau, hai là không tu tập đệ tứ thiền. Thế nào là năm mức độ khác nhau? Đó là bậc thấp, bậc vừa, bậc cao hơn và bậc cao nhất. Người tu bậc cao nhất sẽ sanh vào cõi trời sắc cứu cánh, người tu bậc cao hơn sẽ sanh vào cõi trời thiện hiện, người tu bậc cao sẽ sanh vào cõi trời thiện kiến, người tu bậc vừa sẽ sanh vào cõi trời vô nhiệt, người tu bậc thấp sẽ sanh vào cõi trời vô phiền. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đại tứ thiền này, một là ưa thích luận thuyết giảng giải, hai là ưa thích vắng lặng an tĩnh. Người ưa thích vắng lặng an tĩnh sẽ sanh vào vô sắc giới, người ưa thích luận thuyết giảng giải sẽ sanh vào năm cõi trời tịnh cư. Lại nữa, hai hạng người ở cảnh giới đại tứ thiền này, một là tu tập huân thiền, hai là không tu tập huân thiền. Người tu tập huân thiền sanh vào cõi trời tịnh cư, người không tu tập huân thiền sanh vào vô sắc giới. Đến khi thọ mạng hết sẽ nhập niết bàn, đó gọi là thượng lưu bát niết bàn. Nếu người muốn sanh vào vô sắc giới thì không thể tu tập đệ tứ thiền với năm mức độ khác nhau như trên. Người tu năm mức thiền này thường chê trách phép định vô sắc giới. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, hàng Anaham trung bát niết bàn đó ắt là căn trí lành lợi. Nếu là căn trí lành lợi, sao hiện tại không nhập niết bàn? Vì sao ở dục giới có trung bát niết bàn, còn ở sắc giới thì không? Phật dạy: Thiện nam tử, những người này do trong hiện tại bốn đại yếu ớt không thể tu tập chánh đạo. Tuy có những tỷ kheo thân thể được khỏe mạnh, nhưng vì không có chỗ ngủ nghỉ, thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men, các duyên chẳng đủ nên họ không thể nhập niết bàn ngay trong hiện tại. Thiện nam tử, có một lần khi ta đang ở tinh xá kỳ viên tại thành Xá Vệ, có một tỷ kheo đi đến chỗ ta thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con thường tu tập chánh đạo nhưng không thể chứng đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán. Khi ấy ta liền bảo A Nan, nay ông nên vị tỳ kheo này lo cung cấp đủ các thứ cần dùng. Bấy giờ A Nan đưa vị tỳ kheo ấy đến rừng Kỳ Đà, sắp xếp cho một gian phòng tốt để ở. Tỳ kheo ấy liền bảo A Nan: Đại đức, xin ngài vì tôi trang nghiêm phòng ốc, sửa dọn sạch sẽ và trang hoàng bằng 7 món báu thật nghiêm trang, treo đủ các thứ phướn lọng bằng lụa. A Nan đáp: Vì là người nghèo của thế gian mới được gọi là sa môn, làm sao tôi có thể lo được những thứ như vậy cho ông? Tỳ kheo ấy nói: Nếu đại đức có thể vì tôi làm được như vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Bằng không thể được thì tôi sẽ quay lại chỗ Thế Tôn vậy. Bấy giờ A Nan liền đến chỗ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo khi nãy có yêu cầu con lo đủ mọi thứ trang nghiêm bằng 7 báu phướn lọng, con không biết việc này phải làm thế nào. Ta lại dạy A Nan: Này ông hãy trở lại đó, tùy ý tỳ kheo ấy cần dùng những gì thì cung cấp cho đầy đủ. Bấy giờ A Nan liền trở lại phòng tỳ kheo ấy, cung cấp đầy đủ mọi thứ như yêu cầu. Tỳ kheo ấy có đủ mọi thứ rồi liền chú tâm tu tập, không bao lâu để chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, lần lượt cho đến quả A La Hán. Thiện nam tử, có vô lượng chúng sanh lẽ ra có thể nhập niết bàn, nhưng vì sự thiếu thốn đi chướng ngại rối loạn trong tâm nên không thể đạt được. Thiện nam tử, lại có những chúng sanh thường vui thích trong việc giáo hóa, hối hả bận rộn chạy theo nhiều việc, không thể đạt được tâm định nên không thể nhập niết bàn ngay trong hiện tại.